Đây mình mua thùng cây, bây giờ mình trồng này cả nhà. Cây này mình trồng thêm nha cả nhà. Này cũng cuối mùa rồi cả nhà, thì mình mới mua hôm qua nhưng mà mình về trồng về sang năm rồi, có thử nó có lên lại không. Này hoa đẹp chưa, này hoa đắp điêu ở đằng trước này, nó có nhiều cái tulip lắm đó, nhưng mà năm này sao không có lên vậy không biết nữa. Chắc hy vọng là ít bữa nữa nắng nắng là nó lên. Mình chắc cũng đi tìm thêm ít hoa nữa trồng này, cái khu này nó trống vắng quá cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay thì mình ươm thử cà chua ngay cả nhà. Thì mình lấy trái cà chua này này, cà chua này ngon lắm, nhưng mà mình lấy cái hạt của nó thì mình ươm thử thử có lên không nha. Mình cũng không rành về làm vườn lắm cả nhà ơi, cho nên mình cứ làm đại thôi, coi thử nó có lên được hên xui nha. Đây thì mình có mua rau húng quế thái này này, thì mình về ăn xong rồi bây giờ mình trồng thử nó như thế nào. Mình cũng ươm vô đây luôn. Đây mình tưới xíu nước vào đây. Đây thì mình cho nó nấp ở dưới đây nè. Đó. Còn đây cả nhà ơi, coi như này, một trời thương nhớ luôn cả nhà. Biết cây gì không, cây ngải cứu. Đây ngải cứu này, hồi xưa mình trồng có một cây à, mà giờ lên nguyên một bồn luôn cả nhà. Năm nay là ngải có nhiều ngải cứu ăn lắm này. Tươi xanh rờn luôn cả nhà ơi. Này lá min. Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình làm vườn á, thì mình không có nấu ăn, mình hôm nay mình ăn đó là cà chua nè cả nhà. Đây cà chua nó mọng đỏ ngon chưa cả nhà ơi, mình mới rửa xong nè. Thì không phải là cà chua nhà mình trồng đâu cả nhà ơi. Chua này mình mua ở ngoài tiệm á, mà cái loại này là loại organic ngon lắm. Bây giờ mình ăn thử nha. Mình mới rửa xong nè cả nhà. Wow, ngon quá. Nó đỏ mọng luôn cả nhà, hạt nó ít lắm. Hồi nãy thì mình có lấy ít hạt ở trong này nè, ươm nhưng mà không biết nó có lên hay không. Ngon lắm của cả nhà ơi. Cái cọng nó còn xanh luôn cả nhà này. Thật sự mình không có phải là chăm làm vườn ngay cả nhà. Mình thì ăn thì tài, nhưng mà làm vườn hay là trồng cây chăm sóc hoa thì mình không có cái năng khiếu đó, mà mình cũng có sở thích nữa. Nấu ăn thì mình qua nước ngoài á, thì nó không có nhiều nhà hàng, cho nên là mình phải tự vào bếp nấu ăn. Mình vào bếp nhiều quá thì đâm ra thì mình nấu cũng được. Ngọt luôn cả nhà, ngọt ngon luôn á.
này, mùi tươi của cà chua luôn cả nhà. Cái cà này ở trong đặc ruột luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Wow, nãy giờ ăn cũng nhiều cái. Chắc mình ăn no luôn quá. Ăn hay bữa trưa luôn cả nhà. Ở bên trong nó đắt luôn rồi nha. Cũng no no rồi đó, ăn thêm trái nữa là no đi. Cái cổng còn tươi ghê luôn á. Nãy giờ là mình ăn cũng hơi nhiều cà chua rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình phải đi đón con, thì mình phải kết thúc cái video ở đây. Thì cả nhà ơi, mà cả nhà theo dõi kênh của mình thì cả nhà nhớ cho mình một like. Ai chưa subscribe thì nhớ cho mình một cái subscribe nhé. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của mình. Bye bye.